chào Sunny Đoàn Minh, chào anh chị và các bạn. Thế là chúng ta gặp nhau những cung đường lang thang của Sunny. Hiện tại thì bây giờ khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2 2022. Trước mặt anh chị đó là con đường Hải Thượng Lãng Ông Khổng Tử ở khu vực bán thuốc Bắc ngày xưa. Ngày xưa Sunny nhớ phía sau lưng Sunny là bến Hàm Tử, bến Lê Quang Liêm. Nhớ là ngày xưa ở giữa là có những cái kiosk nó kéo dài tới bưu điện Chợ Lớn luôn anh chị. Và với video clip này thì Sunny không có quay Chợ Lớn, chúng ta xuất phát từ đây để đi lên cầu Chà Và, qua chợ Sắp Củi, quay bến Bình Đông, bến Mễ Cốc, Rạch Cát, cầu Nhà Thương, gửi tới anh chị và các bạn. Cái dịp mà trước Tết thì Sunny quay chợ hoa thì gặp một cái cô ve chai. Thì kỳ này Sunny thực hiện các clip này không biết có gặp cô hay không, hoặc là gặp người khác, để gửi một tí tiền gì, tiền cốp, lá lách đùm lá nát các chị, nói vậy cho nó vui. Và đây là một cái clip cứ đi từ từ để chúng ta ngắm cảnh bến Bình Đông, Mễ Cốc, Rạch Cát. Sẵn tiện thì Sunny cũng là cầu nối thôi anh chị, cầu nối thôi, để hỗ trợ được phần nào thì hay phần đó. Rồi, xin đi mời anh chị nhé. Cứ đi lang thang, cái đó là tùy duyên. Rồi, tùy duyên anh chị ha. Rồi, xin đi mời anh chị lên xe và chúng ta chậm rãi lăn bánh. Đi ngang đây thì rất là thích. Nhiều người thì nghe cái mùi sên thuốc bắc thì không được. Nhưng mà riêng xin đi thích lắm. Nó thơm bà cố luôn anh chị, thích lắm. Ở đây có mấy cái nhà, cái nhà từ ngày xưa đến giờ đó. Nhà cũ, bên phải là con đường Triệu Quang Phục, phố Mày Kéo Mày Dao đó. Đi Chợ Lớn hay lắm chị ơi, buôn có bạn bán có phường, nó thể hiện rõ. Rồi, máy trái là cầu Chà Phà. Sunny sẽ lên cầu Chà Phà nhé. Mình làm cái gì là không phải là cố anh chị, cái tùy duyên thì nó mới vui. Lại làm theo cái sở thích đam mê á, nó thích lắm. Chứ làm mà không phải theo sở thích đam mê á là làm cho có, làm trả nợ tình xa. Rồi, đây là vùng bên con đường Tổng đốc Phương Châu Văn Liêm. Rồi, quẹo lên cầu Chà Và, đường xá Chợ Lớn rất là đông, nó khác so với khu vực trung tâm Sài Gòn. Mới thấm thoát đây là qua mau anh chị ha. Mới ngày nào đó thì trên bến dưới thuyền, trên bến dưới thuyền bán bông hoa, rồi hát cải lương, rồi hội hoa xuân. Bây giờ là thế là qua Tết rồi anh chị. Riêng Sunny thì không biết anh chị như thế nào, Sunny rất là thích Tết. Tết nó vui gì đâu á, đi ra đường ai cũng nô nức mua bông mua hoa về chân, quét dọn bàn cửa, rồi ai cũng nở trên môi nụ cười, quên hết buồn phiền dịch bệnh. Rồi bây giờ qua cái Tết, thế là những cái gì đó lo lắng cuộc sống thì nó hiện hữu. Nhưng mà lo cũng đâu có làm được gì anh chị, phải cẩn thận thôi. Chợ Sắm Củi đó, máy trái. Và xin đi quẹo qua đây để đi ra bến Bình Đông. Anh chị sẽ thấy khác lạ bến Bình Đông so với ngày Tết. Vắng vẻ, dòng xe không có xuôi ngược giống như những ngày Tết nữa. Lâu lâu có chiếc xe gắn máy đi qua đi lại. Và có những cái cảnh đời khó khăn. Giàu thì giàu lắm, nghèo thì nghèo cũng rất mồng tơi. Sunny thì rất là nghèo, nhưng mà cũng rất là giàu. Giàu vì được sống trong một cái đam mê của mình. Rồi, chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha. Đi từ từ, bến Bình Đông đây.
nhớ ngày nào chỉ 2 tuần trước thôi, trên bến dưới thuyền những chiếc ghe bầu đậu dọc. Nhưng ngày hôm nay thì nó vắng. Chúng ta đi xuyên suốt đến cầu Nhà Thương luôn nha anh chị. Bây giờ gọi là cầu Rạch Két chứ không phải là cầu Nhà Thương. Tại vì ngay chỗ chân cầu đó thì có một cái nhà thương. Nên người dân địa phương là gọi là cầu Nhà Thương. Chứ người nơi khác tới thì đọc theo đúng cái tên là cầu Rạch Két. Có sở chợ, chợ sáng, chợ chiều. Nói đến chợ sáng là chợ Rạch Két, nhưng mà chuyển nhóm chợ vào buổi sáng một chút xíu anh chị, đến 10 giờ là vắng rồi. Nó giống như là cái chợ quê vậy. Mình đi vào trong đó lọt thỏm giống như là một cái vùng thôn quê ở miền Tây. Ở con đường này đi thẳng vào Rạch Két thì nó có ba cái chợ: chợ Bình Đông, chợ Vạn Nguyên, chợ Rạch Két. Nó có ba cái cầu, bốn cái cầu chứ. Ngày xưa là chỉ là cầu sắt thôi. Đây dãy nhà phố, đây là những cái cơ sở kinh doanh của người Hoa năm xưa đó anh chị. Bây giờ nó vẫn còn, giờ nó trở thành cái chành, nơi tập kết hàng để vận chuyển về miền Tây, miền Đông. Cái nhà rất là xưa cũ, ước gì được cải tạo lại, nó trở thành một cái phố ẩm thực. Hầu ý là trở thành một con đường đi bộ, rồi nước sông lên này nè, rồi ghe thuyền buôn bán nhộn nhịp. Nó trở thành một cái điểm nhấn của quận 8. Quận 8 vậy chứ nó còn cũng còn nghèo lắm đó chị. Tất nhiên là những cái vùng đất mới thì có những cái khu biệt thự, chung cư cao cấp. Nhưng mà chúng ta len lỏi vào bên trong thì nó vẫn còn khó khăn. Máy trái là Nguyễn Chí Nghĩa, chợ Nguyễn Chí Nghĩa. Và xin đi bắt đầu là sẽ chạy lên cầu ngang số 1. Bến Nguyễn Duy nó men theo dòng kênh đôi, nó còn có dãy nhà sàn. Còn mé bên đây thì anh chị thấy không còn nhà sàn nữa. Không gặp chị nào, cô nào đi chở cái xe đạp quằng quại lên cây cầu này. Ok, cứ đi anh chị ha, tùy duyên. Mục đích cái video này là dẫn anh chị, chở anh chị đi xem cảnh, đi về Rạch Két, sẵn tiện là cầu nổi thôi. Bên kia là bến Lê Quang Liêm, dòng kênh tàu hủ. Nhà kho nè. Đối với ngày xưa để đi qua đây thì ngoài cầu Trà Và có cái cầu Bình Tây đi qua cái ngay chỗ chợ Nguyễn Chí Nghĩa, và cái cầu chữ U Phạm Phú Thứ ngay chỗ quận 6 đó anh chị. Phạm Phú Thứ bắt qua đây. Đây là nhà máy bột mì Bình Đông. Đây, cái tường vẫn như xưa thôi. Men theo dòng kênh tàu hủ thì có những chiếc tàu sắt để bốc dỡ hàng nè anh chị. Bốc dỡ hàng cho nhà máy bột mì Bình Đông. Đây.
cái nhà xưởng vẫn thế. Nhà máy rượu là mé bên bến Lê Quang Liêm nha anh chị ha. Ngày xưa bên đây là Long Dịch, thu mua Long Dịch, Long Gà, những cái kho gạo. Đây, đây bên phải là cái cầu chữ U, nó nằm mé bên phải nè. Đó, cái nhà máy kho gạo đây nè. Mé trái nè. Hai bên đường thì người ta bên đường người ta vẫn buôn bán trái cây thơm, rồi dưa hấu, ổi, xoài, cam. Tương lai thì những cái nhà kho này có lẽ là không còn nữa, nó nhường chỗ cho những cái chung cư, mảnh đất chung cư nè. Rồi tới cầu ngang số 2. Như anh chị cũng đã biết đó, thì chợ Bình Đông ngày trước thì nó nằm bên kia cầu phố Lầu, bên phố Lầu. Rồi sau đó thì dời qua bên trái là gì? Chứ ngày trước này nằm kia, bây giờ nó trở thành một cái công viên ngay chỗ phố Lầu. Vào tháng 2 âm lịch, trung tuần tháng 2 âm lịch thì có một cái lễ hội kỳ yên của đình Bình Đông. Thì Sinh Y sẽ thanh ngày gửi các cô chú anh chị có kỷ niệm đình Bình Đông, sống ở bến Bình Đông, Mỹ Cốc, Rạch Cát nha. Sinh Y có hỏi thăm rồi, có một cái lễ hội kỳ yên để Sinh Y biết để cái thời gian đó, khi nào coi có hát bội không, hát tuồng không, Sinh Y sẽ quay gọi anh chị. Đó, ngay chỗ cái rừng cây, cái khớp cây xanh bằng mé bên trái đó, đó là cái chợ, chợ năm xưa. Cái chợ bây giờ trở thành cái công viên, chiều chiều thì bà con ở đây ra công viên ngồi chơi uống cà phê rất là đông. Rồi đây là phố Lầu, buổi tối những ánh đèn, khi mình nước sông lên những ánh đèn dạ xuống, dòng kênh rất là đẹp. Nơi đây thì cũng còn tồn tại những chiếc ghe chở trái cây lên buôn bán dưới miền Tây. Đó, phố Lầu. Lương Văn Can thì sẽ ra bến Nguyễn Di, ngay chỗ đó có bến đò để chúng ta đi ra đình Bình Đông. Ngay chỗ cái cầu nhà máy rượu vẫn còn anh chị. Bây giờ nó rác không nè, mé bên phải. Cái mố cầu vẫn còn. Đó, cái mố cầu vẫn còn nhà máy rượu. Sơn Á Đông, và ở đây thì có một cái ngôi chùa của người Hoa, Long Hoa Tự, và kế bên có một cái trường học mà ngày xưa các anh chị sống ở bến Bình Đông, Mỹ Cốc thường học ở đây. Bây giờ trường có tên là Ngô Gia Tự. Nãy giờ thầy không thấy cái chị bán ve chai ta. Bên phải là ngã ba sông,
giao cắt bởi kênh Ruột Ngựa, kênh Lò Gốm và Tàu Hủ. Và nơi cái gốc ngã ba sông thì có một cầu Hòa Lục, nhưng mà có một số người đọc chạy là Bà Lục. Đây đang làm cái bờ kè ngăn nước anh chị. Cách đây khoảng là 2-3 năm về trước, mỗi lần nước sông lên là ở đây ngập dữ lắm. Nhưng mà bây giờ làm cái bờ kè này á, thì con đường đỡ ngập, nhưng mà nhà dân thì nó vẫn còn thấp. Nước ở đây là nước không phải là nước sông tràn vô, nó ọc từ dưới nền lên. Những cái nhà cũ đó gì, ọc từ dưới nền lên. Thấy đường xá khô vậy thôi. Và thấy cứ nước sông lên là có những cái vòi, người ta bơm nước từ trong nhà ra hoặc là tát nước. Đây là cầu Vĩnh Mậu. Nơi đây thì chính phủ Nhật cũng có tài trợ về cái việc nước ngập này anh chị. Thì có một cái hồ sen năm xưa, người ta đào lại một cái hồ chứa nước. Khi mà nước sông lên đó thì nước sẽ rút vào cái hồ đó. Và khi mà nước cạn đó thì bắt đầu lấy nước từ hồ đổ ra dòng kênh. Nhưng mà nói chứ ngày xưa thì ở đây thì đất rộng, người thưa. Nhưng mà bây giờ nhà cửa nó mọc lên quá trời nhiều, thì những cái ao hồ được lấp đi, bây giờ nó chảy đâu, nó chảy lên đường, chảy vô nhà dân thôi, cái hồ chứa cũng không nổi. Bên phải đó là những cái công trình làm bờ kè lớn lắm. Đó, bên phải hai chỗ bờ kè là anh gì cao lớn. Đây là chúng ta tới chợ Vạn Nguyên. Chỉ có những cái vùng ven thì mới còn tồn tại những cái cầu sắt thôi, như Nhà Bè, như là quận 8. Anh chị thấy cái bờ kè nè, lớn không? Chỉ có một mình Sinh Y là đi thôi. Nó cao, nó to, nó lớn. Để cho anh chị xem nha, nó cao cỡ nào đó. Theo camera thì hướng thì anh chị sẽ biết. Cái bề dày đó anh chị, cái bề dày nó đó. Đó, cái bề dày bên kia là bến Phú Định. Có xa xa có cầu sắt từ bến Phú Định qua. Ngay chỗ Sinh Y đứng ngay chỗ chợ Vạn Nguyên đó. Rồi chúng ta đi. Nói nó lớn như thế nào thì cũng cập nhật để gửi anh chị. Cây cầu số 3. Cầu ngang số 3. Con đường nói chứ con đường bến Phú Định hiện tại đang làm lại rồi, đổ bê tông, ý đổ nhựa làm mới lại anh chị. Bữa nào cập nhật gửi anh chị từ bến Phú Định chạy tới cầu Hòa Lục luôn nha. Đây giống như một cái voi đất cù lao anh chị, nó dài lắm. Bên đây là kênh Lò Gốm, kênh Tàu Hủ, mé bên trái là kênh Đôi, để cái việc giao thương dễ dàng. Năm xưa thì nó có những cái dòng kênh ngang để nối hai cái dòng kênh lớn, kênh Đôi và kênh Lò Gốm.
Và khi mà chúng ta băng qua cầu ngang số 3 thì chúng ta tới bến Mễ Cốc. Chị thu ve chai còn ở ngoài quê gì, nhiều lúc vào đây sinh sống ở trọ rồi những biến thể mới rồi lây lan thì cũng sợ chứ. Đa số là người ngoài, ví dụ người miền Trung họ vào đây họ sinh sống, họ ở trọ cùng với nhau, xe phòng. Thế là hàng ngày cứ rong ruổi tất cả nẻo đường đi mua ve chai. Ngày xưa đó thì có những cái gánh. Ai mua ve chai dép đất mũ bể bán không? Nhưng mà ngày hôm nay là có những chiếc xe đẩy hoặc là đi xe đạp. Người thì có tiền thì chơi xe lôi. Đây là chùa Quan Âm, một cái ngôi chùa như Sinh Y được nghe kể nó như là một căn nhà lá năm xưa thôi, nhưng mà bây giờ thì đang được xây dựng rất là đẹp, rất là khang trang. Hiện tại là công trình nó đang cuốn chiếu. Và xa xa thì anh chị thấy cầu Nhà Thương đó, cầu sắt Nhà Thương nối giữa bên đây và bên kia, băng qua kênh Lò Gốm mà Sinh Y sẽ quẹo trái đi vào chợ chiều với con đường là Mai Hắc Đế. Chợ chiều đây, nói chứ cái tên nó chỉ là một cái tên thôi, chợ sáng chợ chiều, nhưng mà bây giờ thì ôi thôi, chợ nó tùm lum tùm la, chợ tự phát lắm, gì nhiều lắm. Sinh Y có quen ông anh cột chèo, bà con cô cậu, anh Thụy, tên là Thụy, nhưng mà ở nhà đó ảnh tên là Giật, Giành Giật đó anh chị. Ở nhà mà giống như Sinh Y, tên ở nhà tên Tèo vậy đó, Giật, anh Giật. Rồi đi thẳng là bến Nguyễn Duy, Sinh Y sẽ quẹo con đường Lê Thành Phương, ngày xưa là một con hẻm thôi, con hẻm đường đất, nhà cửa thì rất là trống, vườn không, vườn tược. Nhưng mà ngày hôm nay thì hai bên nhà quá trời dân kỳ cụ ở đây thì bây giờ thì cũng đi nơi khác sống hoặc định cư nước ngoài, hoặc là những người lớn tuổi cũng mất rồi anh chị, chỉ có những người mới thôi. Gia đình anh Giật á, thì sống từ xưa đến giờ, ông bà từ xưa đến giờ ở Rạch Cát này, nên đôi khi không biết gì đó thì cứ hỏi ảnh là ra. Tại vì ngày xưa ảnh lên cầu Nhà Thương ảnh nhảy bùm bùm xuống dưới dòng kênh Lò Gốm mà trong xanh, đi câu cá bắt cá nữa mà. Ngày hôm nay thì nước cái dòng kênh nó đang thui à, ô nhiễm nặng. Không biết ảnh có nhà không. Nhà tạp hóa đây nè, không biết có không. Không rồi, không có rồi. Nhà từ đường của ảnh đó, có quên phải. Rồi thôi chúng ta quẹo lại lên cầu Nhà Thương. Rồi, trước mặt anh chị đó là cầu Nhà Thương, cầu Rạch Cát. Cũng nói lời chia tay anh chị. Mục đích của cái clip này dẫn anh chị đi lang thang tìm mấy cái cô bán ve chai. Nhưng mà trên suốt đoạn đường, vừa tâm sự với anh chị, mắt cứ láo lia, tia tới tia lui mà không thấy chị nào cả. Hy vọng rằng các chị
luôn luôn lúc nào cũng khỏe, sức khỏe. Và Sunny cũng trên con đường rong ruổi như thế này nè, có gì sẽ có duyên sẽ gặp nhà thương. Rồi, cầu nhà thương. Rồi, xin đi thân ái mến chào. Và không quên kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, luôn an vui trong cuộc sống. Dạ, bye bye. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Thân ái mến chào, bye bye.